Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Giáo dục Thường xuyên huyện Đắk Rấp, tỉnh Đắk Nông, gần 100 chư tăng và Phật tử đã tham gia chương trình Ngày Hiến Máu Nhân Đạo 25 tháng 6 do Trung tâm Truyền Máu Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh đảm nhiệm. Trong khoảng 700 người tham gia, có gần 100 chư tăng và Phật tử thuộc các chùa Hoa Khai, Liên Hoa, Phước Hoa, Trúc Lâm, chùa Pháp Viên và đạo tràng Phổ Nguyện trên địa bàn huyện Đắk Rấp. Hiến máu tình nguyện vì lòng nhân đạo là một nghĩa cử cao quý, thể hiện tinh thần nhân ái nhân văn từ lâu đời của người Việt Nam. Đối với người con Phật, hiến máu cứu người là thể hiện lòng từ bi, nêu cao hạnh Bồ Tát để giúp cho những bệnh nhân thiếu máu có cơ hội trở lại cuộc sống bình thường.